Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Một phó chánh án ở Quảng Trị bị đâm tại phòng làm việc. Nhà chức trách xác nhận ông Nguyễn Văn Quý, phó chánh án tòa án huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đã qua cơn nguy kịch sau khi bị đâm trọng thương ngay tại phòng làm việc ở trụ sở tòa án này. Báo Thanh niên hôm 3 tháng 5 cho hay, vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ chiều 2 tháng 5, một số vật dụng trong phòng làm việc của ông Quý tại trụ sở tòa án bị hất đổ, nhiều vết máu tung tóe ở dưới sàn nhà và trên bàn. Sau khi bị đâm bằng kéo, ông Quý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Trị, trong tình trạng có một số vết thương ở vùng bụng, hông và bả vai. Liên quan đến vụ việc, bản tin cập nhật sau đó của báo Thanh Niên cho biết, nghi can Trần Văn Tuân, 51 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, đã bị bắt cùng tăng vật gây án là một cái kéo nhọn. Nghi can Tuân được ghi nhận từng bị từng là bị cáo trong một vụ án trước đó do ông Nguyễn Văn Quý làm chủ tọa và bị ông này kết án 3 năm tù nhưng được tại ngoại chưa đến thời điểm phải thi hành án. Tại đồn công an, Nghi Căn Tuân cho rằng mình bị ông Quý xử nặng, không cho hưởng án treo nên mang tâm lý thù ghét. Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách những nước thiếu tự do tôn giáo. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình thường niên về tự do tôn giáo trên thế giới và đồng thời đưa ra các đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế vẫn xếp Việt Nam trong danh sách những quốc gia không hoàn toàn có tự do tôn giáo. Thế giới rất thất vọng trước tình trạng tồi tệ hơn tại nhiều quốc gia như được nhấn mạnh trong bản phúc trình thường niên vào năm nay, trong đó có Việt Nam. Bản phúc trình của ông Abraham Cooper, chủ tịch của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế cho biết, 25 năm sau khi Quốc hội thông qua Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, rất nhiều cá nhân và cộng đồng dân chúng trên thế giới vẫn không thể thực hành niềm tin tôn giáo hay là tín ngưỡng của họ. Trong bản phúc trình năm nay, thì Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đưa 17 nước vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, hay còn gọi là Countries of Particular Concern, dựa trên các hành vi cấm cản hay là đàn áp tôn giáo hoặc tự do tín ngưỡng. Trong số đó thì có 12 nước từng bị xếp vào danh sách của năm 2023, đó là Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Bắc Hàn, Pakistan, Nga, Saudi Arabia, Tajikistan và Turkmenistan. Đồng thời thêm tên 5 nước khác đó là Việt Nam, Afghanistan, Azerbaijan, Ấn Độ và Nigeria. Con trai cựu bí thư Quảng Nam tranh chấp nhiều tài sản khi ly hôn. Dự kiến hôm 8 tháng 5, tòa án thành phố Đà Nẵng sẽ mở phiên xử vụ tranh chấp tài sản và giành quyền nuôi con giữa ông Lê Phước Hoài Bảo, 39 tuổi, cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư Quảng Nam và vợ cũ, Ông Lê Phước Hoài Bảo được công luận biết đến là con trai của ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Theo báo Công Lý đưa tin, 6 năm sau khi bị mất ghế giám đốc sở, ông Bảo tranh chấp với bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, vợ cũ, về quyền sở hữu nhiều nhà đất có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đáng nói, bà Thủy yêu cầu chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng, trong lúc ông Bảo đòi chia theo tỷ lệ ông được 8 phần, vợ cũ chỉ được 2. Hồi tháng 2 năm 2018, ông Bảo bị khai trừ đảng sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản cáo buộc ông này không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự, ứng cử ban chấp hành đảng bộ tỉnh, không sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại ngoại quốc. Quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo vào ghế giám đốc sở kế hoạch và đầu tư Quảng Nam bị các báo ở Việt Nam mô tả là thần tốc nhờ sự thúc đẩy của người cha Lê Phước Thành. Tiếp theo phần tin Việt Nam, tên cướp ở Sài Gòn bị bắt sau khi đòi nạn nhân chuyển khoản gần 400 Mỹ Kim. Bị can Đỗ Trọng Thắng, 45 tuổi, ở quận 8, Sài Gòn, vừa bị bắt và khởi tố sau khi dùng dao uy hiếp trấn lột một người phụ nữ đậu xe hơi tại một bãi đất trống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Báo tuổi trẻ dẫn kết quả điều tra sơ bộ của công an quận 7 cho hay là bà DTDN đang đậu xe hơi tại một bãi đất trống thì đã bị bị can thắng tiến đến, nhảy lên xe, cầm dao kề vào cổ uy hiếp buộc nạn nhân phải đưa 3.900 Mỹ Kim. Do không có đủ số tiền nêu trên trong người nên bà đã đề nghị là chuyển khoản cho bị can 400 Mỹ Kim và được nghi can này đồng ý nhận tiền xong thì nghi can thắng đã xuống xe bỏ đi trong lúc bà n đi báo công an sau khi truy tìm từ tài khoản ngân hàng của tên cướp thì công an mau chóng đã lần ra dấu vết của bị can là đỗ trọng thắng và bắt giữ ông này khi đang trên đường chạy trốn nhà chức trách khuyến cáo là người dân sài gòn luôn nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản hạn chế đi một mình trong đêm và nhất là không nên đến những nơi vắng vẻ trong một vụ cướp tương tự gần đây, thì nghi can Nguyễn Hữu Hoàng Phong, 23 tuổi, quê ở thành phố Đà Nẵng, cũng đã bị bắt với cáo buộc là nhảy lên xe vừa trấn lộc tiền vừa ép nạn nhân chụp hình khỏa thân. Sài Gòn nóng như chảo lửa, người dân khốn khổ. Sài Gòn và cả nước Việt Nam nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt và kéo dài chưa từng thấy, khiến người dân rất vất vả trong sinh hoạt và mưu sinh. Từ đầu năm đến cuối tháng 4, thành phố lớn nhất nước đã ghi nhận 74 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, trong đó có một chuỗi 28 ngày liên tiếp. Theo số liệu thống kê của VN Express, mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 39 độ C. Cũng theo trang mạng này, tức là chỉ thấp hơn một chút so với ngưỡng nóng lịch sử từng được ghi nhận vào năm 1998 là 39,6 độ C. Tuy nhiên, đây là mức nhiệt được đo trong bóng râm, còn nhiệt độ thực sự ở ngoài trời cao hơn nhiều. Tờ Washington Post cho biết khu vực Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng khốc liệt, xô đổ mọi kỷ lục, khiến trường học bị đóng cửa, kéo căng lưới điện và dẫn đến nhiều trường hợp đổ bệnh, thậm chí tử vong. Cũng theo Washington Post, Việt Nam ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 44 độ C hôm 30 tháng 4. Theo ghi nhận của Voa trên khắp mạng xã hội, người dân ở Sài Gòn ai cũng than nóng. Nhiều người dùng những từ ngữ cực đoan để mô tả cái nóng như nóng cháy da, nóng bể đầu, nóng giả mang, nóng như thiêu như đốt. Và mong mưa còn hơn mong trúng số. Trên Facebook, ông Cù Mai Công, cựu nhà báo của báo Tuổi Trẻ viết, dân Sài Gòn tơi tả trong nắng hạn liên tục hơn một tháng nay, ngày nào cũng từ 36 độ trở lên. Đến 1 hoặc 2 giờ sáng trời vẫn oi bức khoảng 30 đến 31 độ C, cả Sài Gòn rực lửa. Nhà báo này cho biết ông đã thử đặt nhiệt kế ngoài trời ở trung tâm thành phố vào giữa trưa ngày 3 tháng 5 và đo được mức nhiệt là 51 đến 53 độ C. Cả con đường phừng phực nắng